Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình lại nhà mình sẽ làm một món ăn rất là đơn giản, không cầu kỳ mà nguyên liệu cũng rẻ nữa các bạn. Hôm nay mình sẽ làm món đậu phụ nấm. Thì nguyên liệu chính thì mình có đậu phụ này các bạn, đậu bìa đấy, cái bí nấm hương, tôm khô, xúc xích các bạn. Thế còn gia vị thì mình có dầu hào này, mắm này, mì chính này, dầu ăn này, và thêm một ít hành nữa các bạn. Thì bây giờ mình sẽ đi ngâm cái tôm này cho nó sạch. Thế là cái tôm khô này mình để trong ngăn đá này, trong ngăn đá. Thì bây giờ mình sẽ phải đi ngâm cho nó khô, sau thì mình mới bắt đầu mình đi chế biến. Và cái nấm hương này cũng thế, mình cũng sẽ đi ngâm cho nó nở ra các bạn nhé. Đậu thì sẽ đi rán, sau mình sẽ bắt đầu mình sẽ chế biến cái món đậu phụ nấm hương. Các bạn hãy cùng chờ xem nhé. Các bạn, nguyên liệu mình cũng đã đi ngâm, nấm thì mình cũng đã ngâm nở ra rồi đấy các bạn. Và mình đã rửa sạch rồi, tôm mình cũng đã rửa sạch rồi, xúc xích mình thái ra, hành mình cũng thái rồi, và có thêm một ít bột năng nữa các bạn nhé. Thì đậu thì bây giờ mình sẽ đem đi rán đậu. Đây, còn gia vị đây, dầu hào, bột canh, mì chính, mắm và dầu ăn. Đây, chả để mà mình đi chế biến cái món ăn này. Bây giờ trước khi là mình phải đi rán đậu trước các bạn. Giờ mình đi rán đậu ra các bạn nhé. Đậu đây các bạn, mình chờ cho cái dầu này nó nóng, thật ra nó sôi lên này, thì mình mới cho đậu vào. Dầu nó đang sôi lên rồi, bây giờ mình cho đậu vào các bạn. Đậu thì mình sẽ rán 3 hai mặt thôi các bạn. Đấy, phần đều vào đây này các bạn. Chúng ta đều đều rồi. Bỏ quặn. Mình sẽ tắt bếp để mình cho ra đậu, cho ra đĩa này các bạn. Đậu thì mình chỉ rán thế thôi, và hai mặt như thế này là được các bạn. Đây các bạn, đĩa đậu rán xong rồi.
các bạn xem. Ngon. Xong rồi, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi đun cái món này các bạn ấy. Đi thay cái chảo khác vào. Cái dầu rán đậu này mình cho vào được các bạn. Dầu nó đang nóng rồi thì mình sẽ cho cái hành này các bạn. Cái hành một ít hành, một nửa là mình thái nhỏ và một nửa là mình thái dài ra. Và mình xào và một ít gừng nữa các bạn nhé. Mình cho vào thì mình phi thơm trước. Và mình gừng đã thơm rồi thì mình sẽ cho xúc xích này các bạn. Và nấm hương. Mình phi lên. Phi lên và đun cho xúc xích nó chín hẳn rồi các bạn. Xúc xích và nấm hương chín. Thơm lắm các bạn, mùi nấm hương thơm. Đặc trưng luôn. Thơm lắm các bạn, mùi thơm nấm hương. Hành cũng thơm. Sau khi xúc xích nó đã chín rồi đấy, chín rồi đấy các bạn. Mình lấy xúc xích nó đã nực rồi, mình cho nguyên những tạo bột rồi mình sẽ cho cái tôm khô vào nhé. Cái tôm này thì các bạn ăn nhiều thì các bạn cho nhiều, ăn ít thì các bạn cho ít nhé. Khi các bạn cho tôm vào, cho thêm một ít dầu nữa, nó không bị cháy các bạn. Mình lấy luôn cái dầu rán đậu lúc nãy mình cho vào cũng được các bạn. Xong bây giờ các bạn cho gia vị vào nhé. Cho một ít mắm đi. Chút cay nhé. Cho một ít dầu hào nữa. Thơm, thơm lắm rồi, thơm, ngọt. Và bây giờ mình sẽ cho đậu vào các bạn nhé. Sau khi cho đậu vào thì mình sẽ cho thêm một lượt gia vị nữa. Để cho gia vị nó ngấm vào đậu đó các bạn. Mình sẽ không cho thêm bột canh, vì bột canh nó sẽ mặn, không đều, ăn lắm. Như chín. Để cho nó hào vào.
thơm, thơm ở đây các bạn. Cái này mùi vừa thơm mùi giống như mà thơm của tôm. Sau khi mình cho đậu vào, mình đảo xào đều rồi, bây giờ mình cho một ít nước, nước lọc các bạn. Vừa rồi các bạn vào đây, các mình cứ đun nhỏ lửa cho các bạn để mình om, mình sẽ đun dần nhỏ lửa. Đấy, mình sẽ cứ đun nhỏ lửa như này để om cho các bạn nhé. Đấy, sau khi mình thì om được một lúc rồi các bạn, nước nó cũng đã bắt đầu nó hơi vơi rồi, thì bây giờ mình sẽ cho cái bột năng vào nhé. Cái bột năng đấy mình ngoài nước ra, bây giờ mình cho vào để đun cái này cho nó sệt sệt đấy các bạn. Thì nếu mình không cho bột năng vào thì nó sẽ loãng. Cho vào cái nó sệt sệt rồi, sương sệt rồi các bạn. Rất là ngon ngon. Khổ quá này, người được đến đây được. Xong mình cho nốt cái hành vào nha các bạn. Bây giờ nó sốt sệt rồi, cho bột năng vào nó dính từ đậu và xúc xích và nóng vào đây. Mình đã tắt bếp rồi. Vậy mình đã đun xong món đậu phụ om nóm rồi. Bây giờ mình sẽ đem ra để đi thưởng thức cái món này các bạn nhé. Rồi. Đây các bạn. Đây là cái thành quả sau một thời gian mình vào bếp đây các bạn. Đây, đây cho đây như các bạn nhìn này. Đây là món đậu phụ om nấm. Các bạn nhìn ngon, hấp dẫn nhỉ. Bây giờ mình sẽ đi thưởng thức cái thành quả của mình, xem cái món ăn này nó sẽ ngon được cái cấp độ nào các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ đi thưởng thức cái món này các bạn nhé. Mình thử miếng nấm trước này. Mời các bạn nhé. Nó vừa ngon mà thơm mềm lắm bạn. Ngon. Ngon lắm các bạn. Đỏ. Quay con. Các bạn nhìn đậu này. Ngon.
Giá lên xong rồi ôm ngày nó mềm lắm. Bay luôn. Bay đây này. Ngon các bạn. Vâng. Có này mình ăn miếng giá ăn ăn thì mình nuốt. Cái món này để theo mình nhận xét ấy, cái món này cũng ngon. Nó có cái mùi của nấm hương này, của tôm khô này. Ăn ấy thì nó béo lắm, nó béo của đậu. Ngậy ngậy. Ăn thì là ăn về tôm ấy nó cứ mùi nó cũng rất là ngon các bạn. Cái món này mà nếu mà các bạn ăn vẫn cơm cũng ngon, các bạn ngồi uống rượu cũng ngon, ăn nóng cũng ngon. Ăn mùa này lạnh lạnh ăn cũng rất là hợp các bạn. Nhưng mà có một cái là nếu mà các bạn đun cái món này thì các bạn đun nó lòng lạnh lên một chút ấy. Các bạn cho bớt một chút ấy, bột năng ấy. Và các bạn cho thêm một chút nước nữa các bạn om ấy thì nó như sẽ mình nhận xét là nó sẽ ngon. Sẽ ngon hơn. Đây là mình đun hơi đặc các bạn. Mình sẽ ăn thử miếng xúc xích và miếng nấm hương nữa các bạn nhé. Lợn nha. Mời các bạn miếng này nữa nhé. Úi trời. Nó có bột đăng nên nó sột sệt nên nhìn nó trơn lắm các bạn. Mời nha. Ngon. Cái nóng này rất ngon các bạn. Đấy. À, món này này. Quay gần này, này cho các bạn xem này, nhìn này. Rất là ngon. Ngon lắm các bạn. À, rất là ngon. Mình cũng xin kết thúc cái video này đây đây. Các bạn xem video, nếu thấy video hay các bạn hãy cho mình một nút like này, một nút chia sẻ này và một nút đăng ký kênh nhé. Rồi xin chào các bạn nhé. Xin chào các bạn nhé.